Đà Phật. A Di Đà Phật. Sẵn cái câu hỏi của em bé 7 tuổi thì ông con cũng xin thưa với tất cả chư vị. Đức Thế Tôn thị hiện xuống thế gian này rồi ra đi đều là sự thị hiện cả. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: Ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Tức là Ngài vì hàng hạ căn phàm phu chúng ta trung căn Ngài làm như vậy. Nếu mà chư vị biến thành những vị thượng căn thì các chư vị có thể tiếp xúc được với Đức Thế Tôn. Nghĩa là Ngài còn đang thuyết pháp ở một chỗ nào còn có duyên với Ngài. Chứ Ngài đâu có chết. Hiểu không? Cũng như chư vị đi về Tây Phương Cực Lạc, nhất định chư vị sẽ gặp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở đó. Có nghĩa là chư vị cũng vĩnh viễn không còn chết, không còn sanh, không còn tử nữa. Mà chư vị có thể thể hiện tới một chỗ nào đó, hay chỗ đó mà trong 10.000 tuổi thì chư vị cũng sẽ ở đó 10.000 tuổi, xong rồi chư vị sẽ ra đi. Nếu mà chư vị về tới một cái quốc độ của Đức A Di Đà, tới vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp thì nghĩa là không còn tử không còn sanh nữa, thì chư vị vẫn luôn luôn là không sanh không tử. Nói chung đã là Phật rồi thì không tử không sanh. Mong chư vị đi làm Phật để không còn sanh tử nữa. Chiều không cô liên như A Di Đà Phật.